trái đất của chúng ta rất dễ bị tổn thương bởi những vật thể trôi nổi trong thiên hà. Chỉ duy nhất một thiên thạch với kích cỡ lớn cũng đủ sức hủy diệt toàn bộ hành tinh. Vì vậy, để sống sót con người cần tìm cách vươn ra ngoài vũ trụ. Tính đến thời điểm này, sao hỏa là hành tinh hứa hẹn cho con người khả năng sinh sống cao nhất trong toàn bộ hệ mặt trời. Nhưng điều kiện hiện tại trên hành tinh đỏ lại vô cùng khắc nghiệt đối với con người. Như chúng ta đều biết, sao hỏa là một hành tinh đất đá với một bầu khí quyển mỏng, có những đặc điểm trên bề mặt có nét giống với cả các hố va chạm trên mặt trăng, các núi lửa, thung lũng, sa mạc và tròng băng ở cực trên của trái đất. Bán kính của sao hỏa xấp xỉ bằng một nửa bán kính của trái đất. Tỷ trọng của nó nhỏ hơn của trái đất, với thể tích chỉ bằng 15% thể tích trái đất và khối lượng chỉ bằng 11%. Diện tích bề mặt của hành tinh đỏ chỉ hơi nhỏ hơn tổng diện tích đất liền trên trái đất, có thành phần chủ yếu từ đá bazan. Sao hỏa đã mất từ quyển của nó từ 4 tỷ năm trước, do vậy gió mặt trời tương tác trực tiếp đến tầng điện ly của hành tinh, làm giảm mật độ khí quyển, dần dần tước đi các nguyên tử ở lớp ngoài cùng của bầu khí quyển. Bầu khí quyển sao hỏa cực kỳ mỏng, mỏng hơn trên trái đất đến 100 lần, chứa 95% carbon dioxide, 3% nitơ, 1,6% mangan và chứa dấu vết của oxy và hơi nước. Khí quyển khá là bụi bặm, chứa các hạt bụi đường kính khoảng 1,5 micromet, khiến cho bầu trời sao hỏa có màu vàng nâu khi đứng nhìn từ bề mặt của nó. Trong số các hành tinh trong hệ mặt trời, các mùa trên sao hỏa là gần giống với trên trái đất nhất do sự gần bằng về độ nghiêng của trục tự quay ở hai hành tinh. Độ dài các mùa trên hỏa tinh bằng khoảng 2 lần trên trái đất do khoảng cách từ sao hỏa đến mặt trời lớn hơn, dẫn đến một năm trên hành tinh này bằng khoảng 2 năm trái đất. Nhiệt độ sao hỏa thay đổi từ nhiệt độ rất thấp, từ âm 87 độ C trong thời gian mùa đông ở các cực cho đến âm 5 độ C vào mùa hè. Và để du hành tới sao hỏa chúng ta sẽ gặp phải một thách thức lớn, đó chính là khoảng cách, bởi sao hỏa cách trái đất rất, rất xa, dao động từ 55 triệu đến 400 triệu km. Có nghĩa là chuyến hành trình đến sao hỏa sẽ cực kỳ khó khăn. Để đưa một chiếc tàu vũ trụ tới sao hỏa phải mất đến 8 tháng. Đó là nếu chúng ta xuất phát vào đúng một thời điểm duy nhất. Và thời điểm này chỉ xảy ra một lần trong mỗi 2 năm, khi khoảng cách giữa trái đất và sao hỏa là ngắn nhất. Đã có rất nhiều tàu không gian được gửi đến sao hỏa, nhưng hầu hết trong số đó đều bị nghiền nát hoặc mất tích. Chỉ có khoảng 1/3 là thành công. Vậy khi nào con người sẽ đặt chân lên sao hỏa? Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập kiêm CEO SpaceX, tự tin khi cho rằng con người sẽ đặt chân lên sao hỏa trong vòng 5 năm nữa, tức là trước năm 2026. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta không hạ cánh lên sao hỏa trong vòng 5 năm nữa. Elon Musk trả lời tạp chí Time khi ông nói về chủ đề SpaceX sẽ làm thế nào để đưa loài người lên sao hỏa. Nhưng liệu chúng ta có thể sống ở đó thật không? Có thể nói NASA đã tìm ra cách để chúng ta thật sự sống được trên sao hỏa. Con người chúng ta cần thức ăn, nước uống, chỗ trú ẩn và quần áo để sống trên trái đất. Còn trên sao hỏa sẽ là tất cả các yếu tố trên, cộng thêm khí oxy. Khi lên được sao hỏa, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất chính là nguồn nước. Nước là thành phần cơ bản cấu tạo nên mọi sự sống. Việc mang nước từ trái đất lên sao hỏa là bất khả thi. Vì thế nếu muốn sống được trên sao hỏa, chúng ta phải tìm cách tạo ra nguồn nước ngay tại đó. Khi nhìn vào bề mặt sao hỏa, chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác giống như cả hành tinh này là một sa mạc khổng lồ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Vì mới đây cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos báo cáo phát hiện lượng lớn nước dưới bề mặt sao hỏa. Nước được phát hiện bằng thiết bị dò hạt neutron của tàu quỹ đạo ExoMars Chase Gasorbiter, công cụ có khả năng lập bản đồ hydro, một thước đo hàm lượng nước nằm sâu vài mét bên dưới bề mặt sao hỏa. Nước từ lâu đã được chứng minh là có tồn tại trên hành tinh đỏ, nhưng hầu hết nằm ở hai vùng cực lạnh dưới dạng băng. Băng nước không được tìm thấy ở bề mặt gần xích đạo vì nhiệt độ tại đây không đủ lạnh để băng nước duy trì. Khu vực dầu nước có kích thước khá lớn và nằm chồng lên các thung lũng sâu của Kander Chaos, một trong những hẻm núi lớn nhất của Veos Marineris. Veos Marineris là hệ thống hẻm núi lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời, khi kéo dài đến hơn 4.000 km, trải rộng 200 km và sâu tới 7 km. Các nhà khoa học cho rằng nó được hình thành từ sự xói mòn của dung nham chảy từ sườn của ngọn núi lửa hình khiên Pavonis Mons. Và như vậy lượng nước trên sao hỏa là khá lớn, nhưng hầu hết trong số đó là tồn tại ở dạng băng hoặc ở dưới lòng đất.
Việc biến chúng thành nước có thể sử dụng được đòi hỏi rất nhiều công sức, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. NASA cũng đã thử nghiệm thành công công nghệ tạo oxy giúp con người sống trên sao Hỏa. Mặc dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu, công nghệ tạo oxy trên hành tinh khác có thể mở đường cho những câu chuyện khoa học viễn tưởng trở thành sự thật. Công cụ mang tên Maxi được tích hợp trong tàu Perseverance đã hoàn thành nhiệm vụ tạo ra những nguyên tử oxy đầu tiên trên hành tinh đỏ vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Maxi đã sản xuất 5 gram oxy đủ cho một phi hành gia thở trong vòng 10 phút. Về lý thuyết, Maxi có thể tạo ra 10 gram oxy mỗi giờ đồng hồ. Bởi bầu khí quyển sao Hỏa có 96% là carbon dioxide. Maxi hoạt động bằng cách tách nguyên tử oxy khỏi phân tử carbon dioxide, rồi thải carbon monoxide trở lại khí quyển. Khi nước và oxy đã được giải quyết, thì vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp hydroponics, thuật trồng cây không cần đất, chỉ cần nước và chất dinh dưỡng hóa học để tạo ra lương thực. Nhưng chúng ta sẽ không thể trồng nhiều hơn 15-20% lượng lương thực cần thiết ở đây, ít nhất là cho đến khi có dòng nước chảy trên bề mặt sao Hỏa. Các nhà khoa học Mỹ đang xem xét dựng nhà xanh trên sao Hỏa, trong đó trồng nhiều loại cây ăn quả và rau xanh, từ cà rốt đến ớt. Các phi hành gia sẽ chăm sóc khu vườn đó rồi thu hoạch và chế biến, cùng với các nguyên liệu mang từ trái đất lên để tự phục vụ bữa ăn hàng ngày. Mục đích của kế hoạch này là giúp các phi hành gia có đủ dinh dưỡng và khoáng chất để bảo đảm sức khỏe, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng trong tương lai gần, hầu hết thức ăn sẽ được gửi đến từ trái đất ở dạng khô. Nếu chúng ta thực sự đến được đó, căn cứ của con người sẽ như thế nào để cho phép con người tồn tại và sinh sống trên hành tinh đỏ? Ban đầu người ta có thể dùng những chiếc buồng bơm hơi có khả năng điều chỉnh áp suất để làm chỗ ở. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, do ở đây có quá nhiều bức xạ từ phía mặt trời và từ các tia vũ trụ. Để con người có thể sống trên hành tinh đầy khắc nghiệt này, cần phải tạo ra những công nghệ thích hợp, nhờ đó có thể chuẩn bị những vật liệu bền vững và các hệ thống hiệu quả cho xây dựng các khu định cư đầu tiên. NASA đã kết hợp với Đại học Bradley, Mỹ, tổ chức một cuộc thi thiết kế không gian sống cho các nhà thám hiểm trên sao Hỏa, và mẫu thiết kế đoạt giải nhất cuộc thi là dự án NASA của nhóm AI Space Factory đến từ New York. Nơi ở đầu tiên cho các phi hành gia trên sao Hỏa được hình thành trong tỷ lệ 1:3 nhờ công nghệ in 3D. Những căn nhà thật sự đầu tiên trên sao Hỏa sẽ được xây dựng bằng chính công nghệ NASA của nhóm AI Space Factory, bởi công nghệ này giúp thực hiện các dự án trong thời gian ngắn và với chi phí thấp, đặc biệt là đất ở sao Hỏa lại cực kỳ tốt để làm nguyên liệu cho máy in 3D. NASA dự định sẽ sử dụng công nghệ NASA để thiết kế các hệ thống nhà ở trong các sứ mệnh có phi hành đoàn lên mặt trăng và sao Hỏa trong tương lai. Ngoài ra, chúng ta sẽ cần những bộ đồ bảo hộ giúp ngăn chặn các tia phóng xạ và giữ ấm cho cơ thể. Vậy là chúng ta đã có đủ các yếu tố cần thiết cho sự sống trên sao Hỏa rồi. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng tất nhiên tham vọng của con người chưa dừng lại ở đó. Bước tiếp theo để con người có thể thực sự làm chủ sao Hỏa là tái cấu trúc toàn bộ hành tinh, biến sao Hỏa thành hành tinh giống trái đất. Điều này có thể sẽ tốn cả ngàn năm. Nhưng với trí thông minh và khả năng thích ứng của loài người, những gì mà chúng ta đạt được với công nghệ trong tương lai sẽ là không tưởng tượng nổi. Đưa con người lên sao Hỏa sinh sống sẽ là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nhưng điều quan trọng nhất là việc đó sẽ biến loài người trở thành giống loài chinh phục vũ trụ, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ sống sót dù cho bất cứ điều gì xảy ra với trái đất.